Tracy đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Phải rất là lâu rồi thì Tracy mới lại lên sóng ở Inline đúng không nhỉ? Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở đây theo dõi và ủng hộ những bài học mà Tracy và Inline mang lại. Và chúng mình sẽ nỗ lực hết sức để có thể đem đến những bài giảng chất lượng hơn nữa dành cho tất cả các bạn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học một cấu trúc cực kỳ quen thuộc mà ai không biết thì sẽ đảm bảo là sẽ rất là thiệt thân, mà ai biết rồi mà không rõ công dụng thì cũng cần phải xem xét lại đấy nhá. Đó chính là năm cấu trúc SS cực kỳ thông dụng mà ai cũng cần nhớ. Khi nhắc đến cấu trúc SS thì chúng ta sẽ thấy khá là quen thuộc đúng không? Đây chính xác là cấu trúc so sánh bằng mà chúng ta vẫn hay gặp. Ở giữa SS thì chúng ta sẽ dùng tính từ hoặc là trạng từ. Cấu trúc này thì khá là đơn giản rồi nhưng mà mình sẽ vẫn lấy thêm một vài ví dụ để các bạn có thể hình dung ra được cách dùng của nó nhé. He is as handsome as Adam Levine. Anh ấy đẹp trai như là Adam Levine vậy. Ở đây thì mình đã sử dụng as handsome as để so sánh vẻ đẹp của anh chàng này đối với ca sĩ Adam Levine. Ví dụ thứ hai. He drives as carefully as I do. Có nghĩa là anh ấy lái xe cẩn thận y như tôi vậy. Lý do mà mình sử dụng trạng từ ở giữa carefully chứ không phải là một tính từ, bởi vì đằng trước các bạn để ý là chúng ta có động từ chính đó là drives, thì bổ nghĩa cho một động từ thì chúng ta phải sử dụng trạng từ đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những ý nghĩa đặc biệt hơn của cấu trúc as. Lúc này thì nó sẽ không còn mang ý nghĩa là so sánh bằng nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Ok, nào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không học tiếng Anh có bài hát đâu nhá, mà chúng ta sẽ học cấu trúc nổi bật nhất của bài hát này. Đó chính là as long as. As long as thường đứng trước một mệnh đề để mang ý nghĩa là chỉ cần hoặc là miễn sao. Em yêu, chỉ cần em đồng ý yêu anh thì dù chúng ta có nghèo đói, không nơi nương tựa hay nghèo kiết xác thì anh cũng chấp nhận làm người yêu anh nha baby. Thêm một ví dụ đấy nhá. Khi một cô gái bị bạn trai phản bội thì cô ấy sẽ rất tức tối và nói rằng I will never forgive you as long as I live. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chừng nào tôi còn sống. Nghe có vẻ nặng nề quá nhở. Cho nên là các bạn nam nhớ ăn ở tử tế, đừng bao giờ để cho bạn gái phải nói lên câu này nhá. As well as, cụm từ này thì mang ý nghĩa bằng với cả not only but also, có nghĩa là không những mà còn hoặc là cũng như. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ này trong khi miêu tả một vật hoặc là một người nào đó. Ví dụ nhá, Justin Bieber is handsome as well as good humor. Justin Bieber không chỉ đẹp trai mà lại còn hài hước nữa. Các bạn thấy đấy, trong câu vừa rồi chúng ta về trước của as well as, chúng ta đề cập đến thông tin mà người nghe đã biết rồi. Còn về sau thì chúng ta sẽ đề cập đến thông tin mà người nghe chưa biết để tạo thành sự bất ngờ. Ngoài cách này thì chúng ta còn có thể sử dụng một cách nữa để miêu tả, đó chính là đưa as well as lên đầu câu. As well as being handsome, Justin Bieber is good humored. Cách này nghe có vẻ rắc rối hơn đúng không nào, nhưng mà thực chất lại tự nhiên hơn và được ưa dùng hơn trong khi nói chuyện các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng động từ trong câu có as well as nhé. Đầu tiên, sau as well as, chúng ta sẽ sử dụng động từ có dạng verb in. Last night, she hurt her head as well as breaking her arm. Các bạn có thể thấy là câu chuyện thì được kể từ last night, có nghĩa là đêm hôm qua. Cho nên là động từ chính trong câu hurt thì mình đã chia ở thì quá khứ. Và động từ theo sau as well as thì mình đã chia ở dạng verb in. Với các thì khác thì chúng ta cũng làm tương tự, có nghĩa là theo sau as well as chúng ta sẽ chia động từ dưới dạng verb in, các bạn nhớ nhé. Nhưng đặc biệt hơn, nếu động từ chính trong câu ở dạng to verb thì sao nhỉ? Thì lúc đó theo sau as well as, động từ chúng ta chỉ để dạng verb đơn thuần thôi nhá. Ví dụ như là She has to clean the room as well as take care of the baby. Nhìn vào ví dụ bên trên thì chúng ta có thể thấy rằng là ở động từ chính trong câu được để ở dạng to verb, đó là to clean. Cho nên là động từ theo sau as well as, đó là take. Chúng ta để ở dạng verb rất là đơn thuần,
chứ không chia verb in như là ví dụ bên trên đâu, các bạn để ý nhé. Một cấu trúc as rất là thông dụng nữa mà Tracy muốn giới thiệu với tất cả các bạn, đó chính là as far as được sử dụng trong một số cụm từ nhất định để diễn đạt một số những ý nghĩa đặc biệt. Đầu tiên là cụm as far as I know, nghĩa là theo như tôi được biết. Chúng ta sử dụng cụm từ này để nói với người khác về thông tin mà mình nắm được. Ví dụ như là as far as I know, he is still working at Google. Biến tấu đi một chút thì chúng ta có cụm as far as I can remember, nghĩa là theo như tôi nhớ. Hey Tracy, did you lock the door? Oh, as far as I can remember, I did lock the door and turn on the security system. Cụm thứ hai là as far as I'm concerned, nghĩa là theo tôi thì. Chúng ta sẽ sử dụng cụm này để nói lên quan điểm của mình. Ví dụ như là as far as I'm concerned, Vietnam is the most peaceful country in the world. Và cuối cùng là as much as. Cụm này thì thường đứng đầu mệnh đề chính, mang ý nghĩa bằng với cả although, though hoặc là even though, có nghĩa là mặc dù. Ví dụ như là as much as I like you, I still have to fire you. Nghĩa là dù cho tôi rất là thích anh nhưng tôi vẫn phải sa thải anh. Ở trong ví dụ vừa rồi thì mình muốn lưu ý với các bạn một điều, đó chính là sự xuất hiện của từ still. Người ta hay sử dụng từ này trong văn nói, mang ý nghĩa là mặc dù như thế này nhưng mà vẫn phải thế kia. Nhưng mà trong một số trường hợp thì chúng ta cũng không nhất thiết phải sử dụng từ still. Ví dụ như là as much as I hate to admit it, you are right about this. Có nghĩa là mặc dù tôi ghét phải thừa nhận nhưng bạn đã đúng về điều này. Trong trường hợp vừa rồi, nếu mà chúng ta cho từ still vào đệm vào trong câu thì sẽ thành là mặc dù tôi ghét phải thừa nhận nhưng bạn vẫn đúng về điều này. Nghe hơi kỳ lạ một chút đúng không nhỉ? Cho nên là các bạn lưu ý chúng ta cần phải suy xét cân nhắc trước khi cho hoặc là vớt từ still ở trong câu nhé. Vậy là ngày hôm nay thì Tracy đã giới thiệu với các bạn 5 cấu trúc as cực kỳ thông dụng và cách dùng của chúng rồi. Và bây giờ thì Tracy có một câu đố dành cho các bạn đây. Đó là đố các bạn biết là viết tắt của cụm nào nhỉ? Gợi ý cho các bạn một chút, đó là nó sẽ liên quan đến cấu trúc as mà chúng ta đã được học trong ngày hôm nay. Các bạn hãy tìm hiểu này về cách dùng này cũng như là ý nghĩa của chúng và comment xuống phía dưới cho Tracy biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ những video của Elite. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye!